Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 18. David vừa tâu xong cùng Saul thì lòng của Jonathan khế hiệp cùng David, đến nỗi Jonathan yêu mến David như mạng sống mình. Từ ngày đó, Saul rước David về đền mình, không cho trở về nhà cha người nữa. Jonathan khế hiệp cùng David bởi vì yêu mến người như mạng sống mình. Người cởi áo mình mặc mà trao cho David luôn với áo sống khác, cho đến gươm, cung và đai của mình nữa. David đi đánh giặc nhiều, bất luận nơi nào Saul sai người đi thì đều được việc, nên Saul đặt người làm đầu chiến sĩ, người đẹp ý bá tánh và những tôi tớ của Saul. Khi David đã giết được người Philistine trở về cùng đạo binh, thì những người nữ của các thành Israel đi ra đón Saul, hát múa, đánh trống cơm gõ nhịp và reo tiếng vui mừng. Những người múa đối đáp nhau rằng: Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Saul lấy làm giận lắm và các lời này không đẹp lòng người. Người nói: người ta cho David hàng vạn, còn ta hàng ngàn, chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi. Kể từ ngày ấy, Saul thường ngó David cách giận. Ngày mai, ác thần bởi Đức Chúa Trời khiến nhập vào Saul, người có cơn sốt hoảng trong đền mình, thì David gãy đàn như những ngày khác. Saul cầm một cây giáo nơi tay, bèn phóng David mà rằng: ta sẽ đóng đinh nó nơi vách. Nhưng David tránh hai lần khỏi mũi giáo. Saul sợ David vì Đức Giê-hô-va ở cùng David và đã lìa khỏi mình. Saul khiến David cách xa mình, lập người làm trưởng ngàn người. David ra trận trở về thì đứng đầu đạo binh. Trong các công việc, người đều được may mắn và Đức Giê-hô-va ở cùng người. Saul thấy người được may mắn dường ấy thì lấy làm sợ người. Nhưng cả Israel và Juda đều yêu mến David bởi vì người ra trận trở về đứng đầu chúng. Saul nói cùng David rằng: này Merab, con gái cả ta, ta sẽ gả nó cho ngươi làm vợ. Chỉ phải giúp ta cách mạnh bạo và đánh giặc cho Đức Giê-hô-va. Vả Saul nói thầm rằng: tay ta chớ nên hành hại hắn, nhưng thà tay của dân Philistine còn hơn. David thưa rằng: tôi là ai, thân phận tôi là gì, họ hàng cha tôi nơi Israel ra chi mà tôi trở nên phò mã của vua? Vả khi đến kỳ Merab, con gái của Saul, phải gả cho David thì lại gả cho Adriel người Mehola. Nhưng Mican, con gái của Saul, yêu mến David. Khi Saul hay điều đó thì lấy làm đẹp lòng. Người nói thầm rằng: ta sẽ biểu hắn cưới nàng, hầu cho nàng làm cái bẫy cho hắn và hắn sa vào tay của dân Philistine. Vậy Saul nói lần thứ nhì cùng David rằng: ngươi sẽ làm phò mã ta. Đoạn Saul truyền lệnh cho các tôi tớ mình rằng: hãy nói kín cùng David rằng: ngươi thấy vua lấy làm đẹp lòng ngươi và hết thảy tôi tớ vua đều yêu mến ngươi. Vậy hãy làm phò mã của vua. Các tôi tớ của Saul nói lại các lời ấy cùng David. David đáp rằng: làm phò mã của vua há là việc nhỏ mọn trước mặt các ngươi sao? Tôi vốn một người nghèo nàn và hèn tiện. Các tôi tớ của Saul thuật lại cho vua câu trả lời của David. Saul nói cùng chúng rằng: các ngươi hãy nói cùng David như vậy: vua chẳng đòi sính lễ gì khác, chỉ đòi 100 dương bì của người Philistine đặng trả thù kẻ cừu địch mình. Vả cái mưu của Saul là khiến cho David sa vào tay dân Philistine. Các tôi tớ kể lại những lời này cho David nghe.
thì David chiều theo sự buộc ấy mà làm phò mã của vua. Trước kỳ định, David trỗi dậy cùng quân thủ hạ mình đi đánh giết 200 người Philistine. Người đem dương bì của chúng nó về và nộp cho vua đủ số đặng trở làm phò mã người. Vậy Saul gả Mi-canh con gái mình cho người làm vợ. Saul nhìn biết Đức Giê-hô-va ở cùng David. Mi-canh, con gái của Saul, yêu mến David. Nhưng Saul càng sợ David hơn nữa và trọn đời mình làm kẻ thù nghịch người. Mỗi lần các quan trưởng dân Philistine ra trận thì David may mắn hơn các tôi tớ của Saul. Vì vậy, danh người trở nên tôn trọng lắm. Chương 19. Saul bàn tính cùng Jonathan, con trai mình, và các tôi tớ để giết David. Nhưng Jonathan, con trai của Saul, rất thương yêu David, cho người hay và nói rằng: Saul, cha tôi tìm giết anh. Vậy sáng ngày mai hãy cẩn thận, ở nơi khuất kín và ẩn mình đi. Tôi sẽ đi ra, đứng gần bên cha tôi nơi ruộng mà anh sẽ ẩn, và nói về anh cùng cha tôi, thử xem người nói thế nào, rồi sẽ cho anh biết. Vậy Jonathan nói binh David cùng Saul cha mình mà rằng: Xin vua chớ phạm tội cùng David tôi tớ vua, vì người không có phạm tội cùng vua mà lại có giúp công việc lớn lao cho vua nữa. Người đã liều mạng mình mà giết người Philistine kia, nên Đức Giê-hô-va vì cớ người có làm sự giải cứu lớn cho cả Israel. Vua có thấy và mừng rỡ điều đó, nhưng sao lại toan phạm tội cùng huyết vô tội mà giết David vô lý? Saul lắng tai nghe lời Jonathan nói, bèn thề rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, David sẽ chẳng chết. Bây giờ Jonathan gọi David thuật các lời ấy cho người, đoạn dẫn David đến gần Saul, và David hầu việc Saul như trước. Sự tranh chiến cứ liên tiếp luôn luôn. David đi ra đánh dân Philistine, làm cho chúng nó bị thua chạy trốn. Nhưng ác thần bởi Đức Giê-hô-va khiến nhập vào Saul lúc người ngồi trong điện, cầm cây giáo nơi tay, còn David gảy đàn. Saul muốn lấy giáo đâm David dính vào vách, nhưng David tránh khỏi. Giáo của Saul găm trong vách. David trốn và được thoát khỏi buổi tối đó. Saul sai người đi đến nhà David đặng canh giữ người, để sáng ngày giết người đi. Song Mi-canh, vợ David, cho người hay và nói rằng: Nếu đêm nay chàng không trốn khỏi thì sáng mai chàng sẽ bị giết. Mi-canh thòng David xuống nơi cửa sổ, người trốn và thoát khỏi. Kế ấy, Mi-canh lấy tượng Theraphim mà để lên giường, dùng tấm nệm bằng lông dê bọc đầu nó, rồi bao phủ cái mình nó bằng một cái áo tơi. Khi Saul sai người đến bắt David thì nàng nói rằng: Chàng đau. Saul lại sai người đến thăm David mà truyền chúng rằng: Hãy đem hắn ở trên giường đến cùng ta, hầu cho ta giết hắn đi. Vậy những kẻ sai đi đến đó thấy tượng Theraphim ở trên giường, có một tấm nệm bằng lông dê ở nơi đầu nó. Saul nói với Mi-canh rằng: Sao ngươi gạt ta như vậy, làm cho kẻ thù nghịch ta trốn khỏi đi? Mi-canh thưa cùng Saul rằng: Người có bảo tôi, hãy để cho ta đi, bằng không ta sẽ giết mày. Vậy David trốn và thoát khỏi, đi đến nhà Samuel tại Rama, rồi thuật cho người mọi điều Saul đã làm cho mình. Đoạn người và Samuel đi ở tại Na-dốt. Có người thuật lại điều đó cho Saul mà rằng: Kìa, David ở tại Na-dốt trong Rama. Saul sai người đi bắt David. Nhưng khi chúng thấy một đám tiên tri đang nói tiên tri và Samuel đứng đầu những người ấy, thì thần của Đức Chúa Trời cảm động họ, họ cũng khởi nói tiên tri. Người ta cho Saul hay, người bèn sai những người khác, họ cũng nói tiên tri như các kẻ khác. Saul lại sai người đi lần thứ ba, đến phiên họ cũng nói tiên tri. Bây giờ Saul thân hành đến Rama,
tới nơi giếng chứa nước lớn của Sheku, người hỏi rằng, Samuel và David ở đâu? Người ta thưa rằng, hai người ở Nayot trong Rama. Vậy, người đi đến Nayot trong Rama. Thần của Đức Chúa Trời cảm động đến phiên người, người cứ đi dọc đường, nói tiên tri cho đến khi tới Nayot trong Rama. Người cũng lột áo mình, nói tiên tri trước mặt Samuel, rồi ở trần như vậy, nằm dưới đất trọn ngày và đêm đó. Bởi cớ ấy, có câu tục ngữ rằng, Sao lơ, há cũng vào hàng các tiên tri sao? Chương 20. David trốn khỏi Nayot trong Rama, đến cùng Jonathan mà nói rằng, Tôi đã làm chi? Tội ác tôi là gì? Tôi đã phạm tội chi cùng cha anh mà người toan hại mạng sống tôi? Jonathan đáp cùng người rằng, Chẳng phải thế, anh không chết đâu. Cha tôi chẳng làm một sự gì, bất luận lớn hay nhỏ, mà chẳng nói trước với tôi. Vậy, nhưng sao cha tôi giấu sự này với tôi? Điều đó chẳng thể được. Nhưng David lại thề nguyền mà rằng, Cha anh biết rõ rằng tôi được ơn trước mặt anh, nên có nói rằng, chớ nên cho Jonathan biết gì, kẻo nó phải lo buồn chăng. Song ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của anh mà thề rằng, chỉ còn một bước cách tôi và sự chết mà thôi. Jonathan đáp cùng David rằng, Hễ anh muốn tôi làm điều gì, thì ta sẽ làm cho anh. David tiếp rằng, Mai là ngày mùng 1, tôi phải đi ngồi ăn chung bàn với vua. Hãy để cho tôi đi trốn trong đồng bằng cho đến chiều ngày thứ ba. Nếu cha anh thấy tôi vắng mặt, thì hãy nói cùng người rằng, David có nài xin tôi cho nó đi về Bethlehem, quê hương nó, vì đó cả nhà nó dân của lễ hàng năm. Nếu người đáp, tốt, thì kẻ tôi tới anh sẽ được bình yên. Còn nếu người nổi giận, thì hãy biết rằng người định ý hại tôi. Vậy, hãy tỏ lòng nhân từ cho kẻ tôi tớ anh, bởi vì anh đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà kết ước cùng kẻ tôi tớ anh. Song phần tôi, ví có tội gì, xin chính anh hãy giết tôi đi. Cớ sao, anh lại dẫn tôi đến cha anh? Jonathan đáp lại rằng, chớ có nghĩ như vậy. Trái lại, nếu tôi biết thật cha tôi định ý hại anh, dễ nào tôi chẳng cho anh hay. David đáp cùng Jonathan rằng, Nhưng nếu cha anh dùng lời nghiêm khắc đáp cùng anh, thì ai sẽ cho tôi hay? Jonathan đáp cùng David rằng, Hè, chúng ta hãy ra ngoài đồng. Cả hai đều đi ra ngoài đồng. Jonathan nói cùng David rằng, Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel làm chứng. Ngày mai hay là ngày mốt tại giờ này, tôi sẽ dò ý cha tôi. Nếu thấy chẳng có điều chi nên sợ cho anh, thì tôi không sai người nào đến cho anh hay biết. Còn nếu cha tôi quyết lòng làm hại anh, tôi sẽ cho anh hay trước, biểu anh đi, và anh sẽ đi bình yên. Bằng chẳng, nguyện Đức Giê-hô-va phạt Jonathan cách nặng nề. Cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng anh, như Ngài đã ở cùng cha tôi. Và ngày sau, nếu tôi còn sống, có phải anh sẽ lấy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà đãi tôi chăng? Nhưng nếu tôi chết, dẫu khi Đức Giê-hô-va diệt hết thảy kẻ thù nghịch của David khỏi mặt đất cho đến cùng, thì cũng chớ cất ơn thương nhà tôi đến đời đời. Như vậy, Jonathan kết giao ước cùng nhà David mà rằng, Đức Giê-hô-va sẽ báo thù những thù nghịch của David. Jonathan thương yêu David như mạng sống mình vậy, nên khiến David lại thề nữa. Jonathan tiếp rằng, mai là ngày mùng 1, sự vắng mặt anh, người ta ắt sẽ thấy, vì chỗ anh sẽ trống. Ngày mốt, chớ quên đi xuống mau đến nơi anh đã ở ngày trước, là ngày định làm việc, và anh sẽ đợi gần bên hòn đá Ê-xê. Tôi sẽ bắn 3 mũi tên về phía hòn đá đó, dường như tôi bắn vào một cái bia. Đoạn, tôi sẽ sai tôi tớ tôi và bảo nó rằng,
hãy đi lượm các mũi tên. Nếu tôi nói với nó rằng, kìa, các mũi tên ở bên này mày, hãy lượm lấy đi. Bây giờ anh hãy đến. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, mọi việc đều bình an cho anh, chẳng có gì nên sợ hết. Nhưng nếu tôi nói cùng đứa trẻ rằng, kìa, các mũi tên ở bên kia mày, bây giờ anh khá đi, vì Đức Giê-hô-va khiến anh đi. Còn về lời chúng ta đã nói nhau, nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa anh và tôi đến đời đời. Vậy, David ẩn trong đồng. Khi đến ngày mùng 1, vua ngồi bàn đặng ăn bữa, người ngồi nơi chỗ thường ngồi ở gần bên vách. Jonathan đứng dậy và Abner ngồi bên Saul, còn chỗ của David thì bỏ không. Ngày đó, Saul chẳng nói chi hết vì tưởng rằng có sự rủi ro đã xảy đến cho hắn rồi. Chắc hẳn hắn không sạch, đã phải sự gì ô uế rồi. Song ngày sau là ngày mùng 2, chỗ của David lại bỏ không nữa. Saul nói cùng Jonathan con trai mình rằng, cớ sao con trai của Isai không đến dự ăn bữa hôm qua và ngày nay? Jonathan thưa cùng Saul rằng, David có nài xin phép tôi đi đến Bethlehem mà rằng, xin để tôi đi, vì nhà chúng tôi có một sự tế tự trong thành mà anh tôi đã dặn tôi phải đi đến. Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt người, xin cho phép tôi lập tức đi đến đó đặng thăm các anh tôi. Ấy bởi cớ đó người không đến ngồi bàn. Bây giờ Saul nổi giận cùng Jonathan mà rằng, ớ con trai gian tà và bội nghịch kia, ta biết mày có kết bạn cùng con trai của Isai, đáng hổ nhục cho mày và đáng hổ nhục cho mẹ đã đẻ mày thay. Thật, hễ con trai Isai sống lâu trên mặt đất chừng nào, thì mày và nước mày chẳng vững bền chừng nấy. Vậy bây giờ, hãy sai đi kiếm nó, dẫn nó về cho ta, vì nó phải chết hẳn. Jonathan thưa cùng Saul cha mình rằng, cớ sao giết nó đi, nó có làm điều gì? Saul phóng cây giáo đặng đâm người. Jonathan bèn nhìn biết cha mình đã nhất định giết David. Jonathan bèn trỗi dậy khỏi bàn, tức giận lắm, và trong ngày mùng 2 chẳng ăn gì hết, lấy làm buồn bực về David vì cha mình đã sỉ nhục người. Qua ngày sau, Jonathan đi ra ngoài đồng tại nơi đã hẹn cùng David. Có một đứa tôi tớ trẻ theo người. Người nói cùng nó rằng, hãy chạy lượm những tên ta sẽ bắn. Kẻ tôi tớ chạy, Jonathan bắn một mũi tên qua khỏi nó. Khi kẻ tôi tớ đi đến nơi có tên Jonathan đã bắn, thì Jonathan la lên rằng, tên há chẳng ở bên kia mày sao? Jonathan lại kêu kẻ tôi tớ rằng, hãy đi mau, chớ dừng lại. Kẻ tôi tớ lượm mũi tên rồi trở lại cùng chủ mình. Vả, tôi tớ chẳng biết chi cả, song David và Jonathan hiểu biết điều đó là gì. Jonathan trao binh khí cho tôi tớ mình và bảo rằng, hãy đi, đem nó về trong thành. Khi tôi tớ đã đi rồi, David trỗi dậy từ phía nam, sấp mình xuống đất và lại ba lần. Đoạn hai người ôm nhau và khóc. David khóc nhiều hơn. Jonathan nói cùng David rằng, anh hãy đi bình an. Chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va lập lời thề cùng nhau rằng, Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời đời. Vậy, David trỗi dậy và đi, còn Jonathan trở vào trong thành. Thi Thiên 97. Đức Giê-hô-va cai trị, đất hãy mừng rỡ, các cù lao vô số khá vui vẻ. Mây và tối tăm ở chung quanh Ngài, sự công bình và sự ngay thẳng làm nền của ngôi Ngài. Lửa bay đi trước mặt Ngài, thiêu đốt hết cừu địch bốn bên. Sự chớp nhoáng Ngài soi sáng thế gian, trái đất thấy bèn rung động. Các núi tan chảy như sáp trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt Chúa của khắp thế gian. Các tầng trời truyền ra sự công bình Ngài, muôn dân đã thấy sự vinh hiển Ngài.
Nguyện hết thảy kẻ hầu việc tượng chạm và khoe mình về các hình tượng đều bị hổ thẹn. Hỡi các thần, khá thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, Si-ôn nghe bằng vui vẻ và các con gái Giu-đa đều nức lòng mừng rỡ vì cớ sự đoán xét của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là đấng chí cao trỗi cao hơn cả trái đất. Ngài được tôn cao tuyệt các thần. Hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác. Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài và giải cứu họ khỏi tay kẻ dữ. Ánh sáng được bủa ra cho người công bình và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng. Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài. Chương 41. Đoạn: Người đem ta vào trong đền thờ và người đo các cột ở đó. Các cột có 6 cu đê bề ngang về bên này và 6 cu đê về bên kia, cũng bằng bề ngang của đền tạm thuở xưa vậy. Bề ngang của cửa vào là 10 cu đê, 5 cu đê bên này, 5 cu đê bên kia. Người đo bề dài 40 cu đê và bề ngang 20 cu đê. Người vào bên trong đo các cột chỗ cửa vào 2 cu đê, bề cao của cửa 6 cu đê, bề ngang của cửa 7 cu đê. Người đo phía trong cùng bề dài 20 cu đê, bề ngang 20 cu đê và bảo ta rằng: chính là chỗ rất thánh đây. Rồi người đo tường nhà 6 cu đê, bề ngang của những phòng bên hông khắp chung quanh nhà 4 cu đê. Những phòng bên hông có 3 tầng, mỗi tầng 30 phòng. Những phòng ấy giáp với một cái tường xây chung quanh nhà, khá dựa vào đó mà không gác lên trên tường nhà. Nhà cầu càng cao càng rộng, vì tường chung quanh nhà càng cao càng hẹp, cho nên nhà cũng càng cao càng rộng. Người ta đi lên từ tầng dưới đến tầng trên do tầng giữa. Ta thấy cả cái nhà nằm trên một cái nền cao trọn một cần, nghĩa là 6 cu đê lớn. Nền của các phòng bên hông cũng vậy. Bề dài của tường ngoài về các phòng bên hông là 5 cu đê. Cái tường ấy lò ra bởi nền của nhà bên hông nhà. Khoảng trống ở giữa các phòng bên hông nhà và các phòng khác rộng là 20 cu đê khắp chung quanh nhà. Những cửa của các phòng bên hông mở ra nơi đất không, một lối vào ở phía bắc, một lối phía nam, và bề ngang của chỗ đó đều là 5 cu đê. Cái nhà ở về trước khoảng đất biệt riêng hướng tây rộng là 70 cu đê. Tường bao quanh nhà ấy dài 5 cu đê, dài 90 cu đê. Đoạn người đo nhà dài 100 cu đê. Khoảng đất biệt riêng, nhà và các tường cũng dài 100 cu đê. Bề ngang của mặt nhà với khoảng đất biệt riêng về phía đông là 100 cu đê. Kế đó, người đo bề dài của cái nhà ở trước mặt khoảng đất biệt riêng trên chỗ đằng sau và các nhà cầu của mỗi bên lại là 100 cu đê. Đền thờ về phía trong, các nhà ngoài của hành lang, các ngạch cửa, các cửa sổ chấn song, các nhà cầu chung quanh, cùng 3 tầng phía trước các ngạch cửa, thảy đều lợp lá mái bằng ván. Từ đất đến các cửa sổ đều đóng lại. Trên cửa, bên trong và bên ngoài đền thờ, khắp tường chung quanh, bề trong và bề ngoài đều có đo cả. Người ta đã chạm những cherubim và những hình cây kè. Một hình cây kè ở giữa hai cherubim, mỗi cheru có 2 mặt. Một mặt người ta xây bên này hướng về hình cây kè, một mặt sư tử tơ xây bên kia hướng về hình cây kè. Khắp cả nhà đều chạm như vậy. Từ đất đến trên cửa có những cherubim và những cây kè chạm. Trên tường đền thờ cũng vậy. Khuôn cửa của đền thờ hình vuông và mặt trước của nơi thánh cũng đồng một hình như hình trước của đền thờ. Cái bàn thờ thì bằng gỗ, cao 3 cu đê, dài 2 cu đê. Những góc, mặt và những cạnh của bàn thờ đều bằng gỗ. Người ấy bảo ta rằng: này là cái bàn ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Đền thờ và nơi thánh có 2 cửa.
mỗi cửa có hai cánh khép lại được. Cửa này hai cánh, cửa kia hai cánh. Có những cherubim và những cây kè chạm trên cửa đền thờ cũng như trên tường. Trên phía trước nhà ngòi về phía ngoài có ngạch cửa bằng gỗ. Cũng có những cửa sổ chấn song, những hình cây kè ở bên này bên kia, nơi bốn phía ngoài, nơi các phòng bên hông đền và nơi ngạch cửa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.